cánh kìa. Vừa mới tới cái lồng thấy đống phân, biết là có hàng của ngựa các bạn. Thật. Úi giời. Này vừa mới đặt theo các bạn này. Lồng này nhẹ lắm. Chuột chết thì sao? Chuột chết rồi. Mình vừa đánh cái lồng tiếp theo đây các bạn. Thì mình thấy là lồng mình đặt ở đây bị người ta cắt cỏ này, lộ lồng ra, nhưng mà rất may là lồng vẫn còn. Chuột chết rồi. Chuột chết từ bao giờ? Đến cái tiếp theo đây các bạn ơi. Khu này ao hồ rất là đẹp nhưng mà không có cá lóc. Tỉnh đầu nguồn á, tới mùa khô là nó cạn khô nên là không có cá lóc. Hôm nay một mình đi nên là tự quay, tự thăm. Ở cái này chuột vẫn còn, không thấy dấu hiệu của rắn. À, đây em hồ sọc vàng các bạn ơi. Chuyến trước mình đi khu này là toàn bộ chuột chết, không được con hàng gì cả. Hôm nay được hai con rồi. Một con sọc vàng này thì nó cũng họ hàng với nhà sọc dưa các bạn, nhưng mà tính khí thì nó hiền lành hơn là con sọc dưa. Mình nghĩ hôm nay mình một ngày bội thu hổ ngựa đấy các bạn. Bữa giờ trời nắng khá là đẹp. Ôi. Vẫn con chuột các bạn ạ. Hên vãi. Mình tưởng mất chuột đấy chứ. Mà vừa mở lồng nó lao ra mà mình may vẫn vồ được. Mình không nghĩ phản xạ của mình lại nhanh như thế. Mình cầm cái con rắn mình quay lại mình vồ mà vẫn vồ được con chuột. Tí nữa mấy con chuột to. Cái khu này mình bẫy bữa giờ chỉ hổ ngựa với hổ hành thôi các bạn. Không được cái loại gì khác ngoài hai loại đấy cả. Thầy ông chú ở đây ông vồ được hổ trâu suốt mà mình bẫy thì lại không được. Điều đó, không tả được. À đấy, lại thấy đuôi con rắn rồi kìa. Thớm. Mình biết mà hôm nay kiểu gì là trúng hổ ngựa.
Ôi đẹp lắm các bạn ơi, con hổ ngựa đẹp rất là đẹp luôn. Toàn hổ ngựa thôi, chưa là con hổ trâu nào hết. Trần đen thì bữa trước là một con nhưng mà nó cậy lồng nó ra mất rồi. Đấy, ba con rồi nhá. U này còn sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lồng nữa các bạn, trước có 9 lồng mà mất mấy lồng. Còn 7 lồng thôi. Mới thăm được mấy lồng mà được 3 con hổ ngựa. Em đấy chứ. À, con nữa đây. Ui, cái này im lắm. Trời vẫn còn các bạn. Mình có một cái đấy, nhưng mà cầm máy quay vào không cầm được, rộng quá. Trúng quá các bạn ạ, toàn hổ ngựa thôi. Đúng quá trời luôn. Mấy đường quay ở đây các bạn ạ. Đấy em nghe. Úi giời. Úi da các bạn ơi. Vừa mới đến khu mới đây mà thấy cái lồng của mình nằm ở kia. Thì bữa mình đặt đấy nhưng mà họ đi cắt cỏ này. Nhưng mà họ vẫn để lại lồng cho mình. Nếu mà gặp những người tử tế như này thì anh em mình cũng không mất bẫy. À, hóa ra con rắn kẹt đầu chết ở đây. Bữa chuột vẫn còn, may quá. Bữa mình đặt ở đây thì được con hổ ngựa rồi. Lần này được con hổ hành nó kẹt đầu chết. Lồng vẫn còn. Để mình chuyển ra chỗ khác các bạn ạ. Chứ mình không nghĩ là họ đã cắt cỏ bò ở đây nên là mình đặt ở đây. Vừa là cái tiếp theo các bạn ơi. Lồng này mình tưởng không có gì mà lại được con hổ hành nhưng mà không biết còn sống hay không các bạn ạ. Mình thấy nó nằm im lắm, khả năng chết mất rồi. Chuột thì vẫn còn này. Đây chắc hổ hành thì chết mất rồi, to lắm. Để mình bắt ra xem nó còn sống không các bạn nhé. Chuột nó ăn luôn này. Khiếp. Khu này móm quá các bạn ơi. Khu kia thì trúng, khu này móm quá. Rồi, mình vừa đến cái cuối cùng rồi các bạn. Thì khu này hôm nay móm quá. Khu này mới được mỗi 2 con hổ hành mà chuột cắn chết cả 2.
Cái lồng cuối cùng là được gì không? Mất may mất có một con chuột. Không thấy lồng đâu cả ta. À đây. Ui, may quá lồng cuối cùng lại ăn được con hà các bạn ơi. Con sọc vàng này. Tưởng không có gì to thế. Con này mập thu lu luôn. Mập thật đấy. Sao vàng mà mập dữ luôn. Đẹp nhỉ. To thật đấy. Rồi ok các bạn. Đây cái cuối cùng nhá. Rồi mình xin tạm dừng video đây thôi. Thì hôm nay mình đi thăm có mười mấy lồng thôi. Nhưng cũng được 5 con. Chết mất 2 con, sảy 1 con. Nó khá là trúng đấy. Tại mấy hôm nay trời nắng khá là đẹp nên rắn đi ăn rất là nhiều. Rồi ok, hẹn mọi người những video lần sau nhé. Rồi mọi người nếu mà thấy cái kênh của mình hay cứ nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé.